cái motor vì sao nó không quay. Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái motor vì sao nó không quay. Thì các nguyên nhân vì sao cái motor này nó không quay, nó sẽ có các nguyên nhân sau. Một là cái nút công tắc bật tắt này nó sẽ bị hỏng, thì chúng ta sẽ kiểm tra nút công tắc bật tắt này hỏng. Cái thứ hai là cục điện. Cục điện, đây là cục điện. Thì khi mà chúng ta cắm cái này vào ổ điện ấy, thì cái cục này nó sẽ có các bóng điện ở phía trên đây này. Các bạn nhìn thấy cái bóng điện không? Cái bóng điện này nó sẽ phát sáng. Thì nhiệm vụ của chúng ta cắm điện thì nhìn thấy cục này nó sáng là cục này nó không bị hỏng. Và đây có nút tăng volume 3V, 4,5V, 6V, 7,5V, 9V và 12V. Thì cái này các bạn nhìn thấy cái mũi tên không ạ? Cái mũi tên này nó sẽ chỉ vào số volt càng lớn thì cái motor của chúng mình quay càng nhanh. Và cái này là cái chiều quay của cái motor thôi, các bạn không quan trọng cái này. Nhớ là cái mũi tên của cái này chỉ về cái số càng lớn thì chúng ta có thể quay càng nhanh. Và làm cách nào để chúng ta chỉnh được cái motor có thể quay chậm lại, thì chúng ta sẽ dùng cái mũi dao chúng đâm vào cái đầu nhọn này. Mũi dao đâm vào đây và chúng ta xoay ngược lại là nó sẽ nhỏ lại, và xoay tiến lên thì sẽ to lên. Thì khi mà cái motor này nó, cái motor của cái lò nướng Thổ Nhĩ Kỳ này nó sẽ không quay được, thì các bạn cần phải chú ý, một là cái cục này xem nó có sáng điện hay không. Nếu mà nó sáng điện thì nó đang còn tốt và nó không bị hỏng. Cái thứ hai, nếu mà có thể cái thịt nó sẽ to quá thì các bạn sẽ phải vặn số vôn lớn lên, ví dụ như 4,5V hoặc 6V để cho cái thịt nó quay nhanh hơn. Cái thứ ba, các bạn nhìn vào cái dây điện này này. Cái dây điện này lâu ngày chúng ta có thể là nó sẽ bị nóng và nó sẽ bị đứt ở đâu đó, hoặc là nó bị đứt do nóng nhiệt gì đấy, thì các bạn sẽ kiểm tra cái dây này xem nó có bị đứt hay không, là các nguyên nhân để bị hỏng. Và tiếp theo nữa là cái công tắc này. Công tắc này là công tắc để chúng ta biết được là cái bật lên bật xuống để cho cái motor quay. Thì kiểm tra cái công tắc này nó có bị hỏng hay không ấy, thì các bạn có thể nhìn vào bên trong cái này. Bên trong là nó có cái motor. Motor và cái công tắc này nó sẽ có hai cái dây đấu vào cái công tắc. Thì nếu mà trường hợp công tắc hỏng ấy, thì chúng ta sẽ cắt hai cái dây và công tắc này cắt ra và đấu hai cái dây này vào với nhau. Đó, cắt ra và đấu hai cái dây này vào nhau. Các bạn nhớ là có cái dây, hai cái dây nó đấu vào công tắc, một dây này, hai dây này, nó đấu trực tiếp vào cái công tắc màu đen đen đây. Đây là mình sẽ phanh lại nhìn rõ hơn. Đây, nó sẽ có hai cái dây ở trong này, thì nó có tất cả là hai cái dây đấu vào cái công tắc nhé các bạn. Thì các bạn nhớ là cắt đứt hai cái dây và đấu vào công tắc, là đấu vào với nhau là được. Ok, thì đấy là các nguyên nhân để cái nò, cái mà motor nó không quay, thì các bạn có thể sửa được ngay lập tức. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại.